tại đang là 5 giờ chiều ngày 22/8/2019. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đầu Gỗ Tùng Tám. Trên màn hình quý vị, hiện tại chúng tôi đang trong quá trình mà hoàn thiện một bộ trường kể gỗ gỗ của khách hàng là của em Y Hồng tại Hương Cần, Thanh Sơn, Phú Thọ. Thì bộ này là bộ trường chung. Chất liệu gỗ đây là chiếc tiếu và một chiếc ghế, thì chúng tôi đang trong quá trình cưa hoàn thiện. Thì cô quay qua cho quý vị tham khảo. Cái ghế này thì có phần diện tích ngồi là 48. Yếm là đục tứ quý. À, tôi xin lỗi. Vách là đục tứ quý, còn yếm là đục triện cúc 100% chất liệu gỗ của ta. Còn về đường nét chi tiết thì là hàng hoàn thiện vô cùng là sắc nét rồi. Đây là chúng tôi đang quá trình bắt đầu phủ bóng. Đây là phủ bóng đó. Bên ngoài này là một chiếc ghế chúng tôi đã hoàn thiện rồi. Do hiện tại nó đang là buổi chiều nên là ánh sáng kém, quý vị nhìn không rõ được. Thì tôi có quay qua đây rồi. Quý vị ai có nhu cầu mà mua sắm đồ gỗ thì có thể liên hệ với xưởng Đồ Gỗ Tùng Tám, có số điện thoại là 0987 51086, website Đồ Gỗ Tùng Tám .com, địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Kê, Phú Thọ. Xin chào, hẹn gặp lại những clip khác nhé.